Xét nghiệm y tế luôn đóng vai trò thiết yếu trong quá trình chẩn đoán và điều trị cho người bệnh. Bởi vậy, song hành cùng sự phát triển của bệnh viện, ngay từ những ngày đầu thành lập cho đến nay, khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã luôn được chú trọng, đẩy mạnh nhằm nâng cao tối đa chất lượng dịch vụ và đem lại niềm tin nơi khách hàng. Bằng việc đầu tư hệ thống xét nghiệm đồng bộ, hiện đại, xây dựng và hoàn thiện về tổ chức nhân sự, hệ thống các quy trình kỹ thuật, quản lý kết quả, làm chủ trang thiết bị. Vừa qua, khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng tự hào là đơn vị y tế đầu tiên tại Hải Phòng đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189-2012. Đây chính là minh chứng khẳng định cho chất lượng xét nghiệm nhanh, chính xác và an toàn tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng. Đến với bệnh viện, người bệnh sẽ được trải nghiệm một quy trình xét nghiệm hoàn toàn tự động. Bệnh nhân có chỉ định làm xét nghiệm ngồi chờ tới lượt trước cửa phòng xét nghiệm. Màn hình hiện số thứ tự của bệnh nhân. Khi hệ thống thông báo tới lượt, bệnh nhân đưa chỉ định xét nghiệm cho nhân viên y tế. Nhân viên nhận chỉ định xét nghiệm, tiến hành bấm cốt, dán cốt vào chỉ định và đưa lại cho bệnh nhân. Hệ thống robot sẽ dán cốt tự động vào ống nghiệm và chuyển trực tiếp tới bàn lấy mẫu xét nghiệm của kỹ thuật viên. Kỹ thuật viên tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm cho bệnh nhân. Nhân viên thu ống nghiệm và chuyển lên khoa xét nghiệm theo hệ thống hút chân không. Nhân viên tại khoa xét nghiệm tiếp nhận và kiểm tra chất lượng mẫu bệnh phẩm. Các ống nghiệm được chuyển vào các máy phù hợp với từng loại xét nghiệm. Nhân viên quay ly tâm và điều khiển hệ thống máy xét nghiệm. Hệ thống máy xét nghiệm tự động sẽ phân tích các thông số xét nghiệm. Cuối cùng, máy chuyển kết quả xét nghiệm tới phần mềm và nhân viên duyệt in kết quả trả về phòng khám ban đầu. Được sự quan tâm tạo điều kiện của tổng giám đốc công ty, ban giám đốc bệnh viện, khoa xét nghiệm được trang bị hệ thống máy xét nghiệm hiện đại, đồng bộ với mục tiêu của bệnh viện lấy sự an toàn của người bệnh làm trọng tâm để đạt được mục đích đó. Khoa xét nghiệm đã áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn của ISO 15189 với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, cập nhật kiến thức liên tục, có sự say mê, yêu nghề. Ngày 5 tháng 8, 2020, khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã được Bộ Khoa học Công nghệ công nhận chất lượng, cấp chứng chỉ công nhận ISO 15189-2012. Đó là điều vinh dự với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng, là đơn vị đầu tiên trong ngành y tế Hải Phòng đạt ISO 15189. Điều đó đã khẳng định các kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng có độ chính xác, độ tin cậy cao, thừa nhận các kết quả xét nghiệm giữa các đơn vị khám và chữa bệnh, đồng thời giúp cho các bác sĩ lâm sàng chẩn đoán sớm, điều trị hiệu quả, đem lại niềm tin cho nhân dân Hải Phòng và các tỉnh thành lân cận khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng.